Đây là bài viết Tất tần tật về những loại áo ngực mà phái đẹp cần biết của tác giả Little Bell. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Bài này dành cho các bạn nữ, nhưng mà các bạn nam thích thì upvote cho mình cũng được nha! Vào bài đây! Mỗi ngày ra ngoài, đứng trước tủ quần áo, chúng mình đều đắn đo lựa chọn bộ trang phục cho mình, make up như thế nào, lựa chọn thêm phụ kiện ra sao. Thế nhưng, chúng mình lại hay thiếu quan tâm đến một phụ kiện gần như không thể thiếu. Áo ngực. Cũng vì thiếu quan tâm, mình không thể am hiểu và sử dụng chúng một cách thông minh nhất hay là mix match phù hợp với những bộ trang phục trong tủ quần áo. Qua bài viết này, hãy cùng mình khám phá thêm một chút về thế giới của những người bạn đồng hành đặc biệt này nhé. Căn cứ dựa trên dáng áo và công dụng, mình sẽ chia thành các loại sau. A. Dựa trên dáng áo thì loại đầu tiên, loại 1, full cup bra, tức là áo ngực cổ điển. Đây sẽ là chiếc áo ngực giúp chúng mình che chắn toàn bộ bầu ngực một cách kín đáo nhất, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là chiếc áo dành cho những dịp đòi hỏi yếu tố thanh lịch hàng đầu. Áo full cup kết hợp cùng với áo sơ mi hoặc là áo dài sẽ là những cặp đôi hoàn hảo nhất. Loại thứ hai, t-shirt bra, áo ngực dành cho áo thun. T-shirt bra sinh ra là để mặc cùng vào những chiếc áo thun, thường có cúc trơn và được làm từ chất liệu siêu mềm nhẹ, đệm mỏng để tạo cảm giác thoải mái tối đa cũng như dễ phối hợp với các loại áo thun cho dù là chiếc áo mỏng nhất. Điểm khác biệt so với full cup là t-shirt bra không nhất thiết phải bao trọn bầu ngực, mà mặt khác, nhiều chiếc áo cúp 1/2 vẫn được xếp vào nhóm t-shirt bra. T-shirt bra cũng như áo full cup thiên về sự kín đáo, an toàn và nó dường như phù hợp với hầu hết các kiểu ngực, là một trong những item dễ mặc và được sử dụng thường xuyên của phái đẹp đấy. Và loại thứ ba, balconette bra, áo ngực cúp ngang. Lấy ý tưởng từ hình ảnh ban công balcony, chiếc áo này được nhận diện bởi hai dây vai được thiết kế cách xa nhau và nằm ở mép ngoài của áo. Kích thước cúp ngực cũng thường chiếm khoảng 1/2 hoặc là đến 3/4 bầu ngực. Thiết kế này cho phép khuôn ngực được nâng đỡ một cách tự nhiên và đầy quyến rũ như là đang tựa vào ban công. Chiếc áo này cũng là một cứu tinh đáng yêu cho các bạn sở hữu hai bầu ngực cách xa nhau. Nó sẽ giúp cho hai bầu ngực trở nên gần nhau hơn với khe ngực tự nhiên nhưng mà đầy nổi bật. Vì sự quyến rũ này cũng như việc dễ dàng kết hợp với nhiều dáng áo, chiếc áo này thật sự là một item không thể thiếu và thường xuyên được sử dụng của hầu hết con gái bọn mình. Loại thứ tư, deep plunge bra, áo ngực khoét sâu. Áo với thiết kế cúp ngực cùng dáng chữ V khoét sâu là sự lựa chọn hoàn hảo khi kết hợp cùng với những chiếc áo khoét cổ chữ V hoặc những chiếc đầm khoét sâu hở ngực táo bạo. Với phần cố định khung ngay bên dưới, chúng mình hoàn toàn có thể tự tin diện chiếc áo này và không phải lo sợ là bầu ngực không được nâng đỡ hay là mất form dáng nhé. Loại thứ năm, long line bra, áo ngực với đai lưng rộng. Đây là một trong những loại áo ngực khá đặc biệt với phần đai lưng được nối rộng xuống dưới, tạo nên một thiết kế tương đối cổ điển hơn hẳn. Áo ngực đai lưng rộng có thể kết hợp với các loại cúp dày khác nhau và có thể phối với áo khoác ngoài như một cặp đôi đầy cá tính. Trong nhiều thiết kế, đai lưng được biến tấu thành một phần áo ôm sát vào bụng và eo với mục đích làm thon gọn vùng bụng trên của chúng mình nữa đấy. Tiếp theo là loại thứ 6, bandeau bra, áo ngực quay ngang. Kiểu dáng của áo quay ngang được nhận dạng bằng thiết kế được cắt may tương đối đơn giản như là một miếng vải hình chữ nhật và thường không có gọng. Kiểu áo này tương đối đa dạng với nhiều chi tiết có thể thay đổi như là chất liệu từ ren, vải hay là lưới, có mút hoặc là không mút, có cài áo hoặc là dạng tròng cổ. Nhiều bài viết đã chỉ ra chiếc áo này phù hợp với những cô nàng có vòng một tương đối khiêm tốn và ngược lại, sẽ khó cố định form dáng hay là nâng đỡ đối với các bạn có kích thước ngực từ C-cup trở lên. Với thiết kế không gọng, chiếc áo sẽ gặp khó khăn nếu bạn nào muốn cố định khuôn ngực của mình. Với trải nghiệm cá nhân của mình thường dùng chiếc áo này khi diện cùng những chiếc áo hoặc là đầm quay ngang không dây, hoặc là còn dùng như một chiếc áo lót thật thanh lịch và kín đáo trong chiếc áo hoặc là đầm có cổ khoét sâu nữa. Loại thứ 7, strapless bra, áo ngực không dây. Strapless, cái tên nói lên tất cả, đây chính xác là loại áo ngực với thiết kế không dây.
Chiếc áo giúp mình tha hồ diện những set áo hoặc là đầm cần hở vai hoặc là giấu đi những sợi dây áo ngực một cách thật tinh tế. Tuy nhiên, lựa chọn một chiếc strapless phù hợp chưa bao giờ là điều dễ dàng cả. Các bạn hãy lưu ý chọn mua chiếc thiết kế có gọng này, phần đai lưng thấp và có khả năng cố định tốt để giữ chiếc áo không bị trồi lên hay tuột xuống khi hoạt động nhé. Hiện nay có nhiều thiết kế đặc biệt với phần dán mép silicone giúp cho chiếc áo thật sự vừa khít với khuôn ngực chúng mình mà không còn phải lo lắng nữa rồi. Đây thật sự là một chiếc áo không thể thiếu trong bộ sưu tập áo ngực của phái đẹp chúng mình đấy. Và một tip nhỏ nữa là hãy mua chúng cả màu đen và màu nude để cho những phối hợp trở nên dễ dàng hơn nhé. Loại thứ 8, bralette bra, áo ngực ren mỏng. Đây là kiểu áo đặc trưng với dễ dàng nhận thấy, với thiết kế siêu nhẹ nhàng, không gọng, không ôm, không push-up và đi kèm với chất liệu ren hoặc là vải thật mỏng nhẹ. Chiếc áo này thì chỉ phù hợp với những bạn có vòng ngực vừa phải hoặc khiêm tốn, vì nó không thể cố định được khuôn ngực đâu. Bralette hiện nay là một xu hướng thời trang được rất nhiều bạn trẻ đón nhận. Chiếc áo nửa kín nửa mở như là một người bạn dịu dàng trong một chiều cuối tuần thư giãn và thoát khỏi sự gò bó của những chiếc áo có gọng. Ngày nay, bralette còn được biết đến như là một mẫu nội y có sức quyến rũ đặc biệt để dùng trong một số dịp đặc biệt nữa đấy. Hãy tinh tế lựa chọn cho mình nhé! Thật sự thì với riêng mình, bralette là một chiếc áo mà mình thường rất hiếm khi có dịp dùng tới vì thiếu mất đi chức năng cố định và nâng đỡ. Dù vậy, mình thật sự không thể phủ nhận sự xinh xắn và tinh tế cũng như cảm giác nhẹ tênh mà bralette mang lại cho phái đẹp. Chúng ta sẽ cùng đến với phần B dựa trên công dụng. Thì loại đầu tiên được phân ra là push-up bra, áo nâng ngực. Đây là chiếc áo tương đối gần gũi với nhiều bạn gái muốn cố định thật tốt và nâng đỡ cho bầu ngực của mình. Push-up bra với kết hợp từ những chất liệu đệm mút khác nhau cũng như chiếc gọng cố định sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời khi chúng mình muốn tạo thêm sự đầy đặn cho khuôn ngực. Dùng push-up bra, hãy nhớ chọn cho mình một chiếc áo tốt với phần đệm mút không quá dày gây khó chịu, hạn chế thoáng mồ hôi và gây chèn ép lên bộ ngực của chúng mình nhé. Loại thứ hai là minimizer bra, áo nén ngực. Trái ngược với push-up, không ai khác ngoài minimizer bra. Chiếc áo sinh ra dành cho những ai sở hữu vòng một quá khổ, được chế tạo từ chất liệu đàn hồi, thiết kế giúp ngực được nén lại. Minimizer khiến cho người mặc cảm thấy thoải mái khi diện trong những trang phục bên ngoài cũng như là làm tăng sự tinh tế cho tổng thể. Loại thứ ba, sport bra, áo ngực thể thao. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần trang trọng, áo ngực thể thao với sự cân nhắc kỹ lưỡng từ thiết kế đến chất liệu giúp tăng cường hỗ trợ và giảm tối đa tác động thể thao lên bầu ngực, cho phép chúng mình thoải mái vận động mạnh với các bài tập thể thao mà không lo ảnh hưởng. Ngày nay, áo ngực thể thao với nhiều kiểu dáng và công nghệ may cắt cho phép chúng mình có nhiều sự lựa chọn cho những yêu cầu riêng, phù hợp với cường độ vận động của mỗi người. Thậm chí, chiếc áo không chỉ đơn thuần phục vụ cho việc luyện tập, mà còn là một item năng động khỏe khoắn mang xu hướng thời trang những năm gần đây. Hiện nay, bên cạnh những mẫu áo ngực nêu trên, mình còn bắt gặp những chiếc áo khá là đặc biệt như là áo ngực dán, áo dán silicone, miếng dán nhũ hoa, v.v. với mục đích hạn chế tối đa sự xuất hiện của chiếc áo ngực trong những bộ trang phục có nhiều đường cắt tháo bạo mà chúng mình cũng dễ dàng tìm mua và phối hợp nhiều loại quần áo khác. Những chiếc áo ngực khác nhau sẽ mang mọi chúng ta đến những trải nghiệm khác nhau. Và dĩ nhiên, chẳng có một quy tắc hay là một giới hạn nào cho việc phối hợp những phụ kiện trong và ngoài cả. Hãy tự do sáng tạo, pha cách và chọn cho mình một nét cá tính riêng, ngay cả trong việc lựa chọn nội y hay áo ngực của mình nhé. PS, thật sự là khó khăn khi mình bắt đầu tự mua những chiếc áo ngực đầu tiên và trở ngại trong việc làm thế nào để phối hợp trong và ngoài một cách tinh tế nhất. Mình đã tìm ra nhiều thông tin qua Internet và cuối cùng là vẫn phải đi mua về để thật sự trải nghiệm những ưu và khuyết điểm của từng loại áo. Mình hy vọng bài viết này cũng như những chia sẻ của cá nhân mình bên trên sẽ giúp các bạn tránh được những khó khăn như mình. Có thể mình sẽ viết thêm về cách chọn lựa áo ngực cũng như là chăm sóc cho bộ ngực của phái đẹp vào dịp khác nhé. Dù sao thì chúc bạn thành công trong việc chọn cho mình chiếc áo ngực phù hợp với những dịp phù hợp nhất và luôn tự tin trong mọi hoàn cảnh nhé. Hy vọng rằng bài viết này sẽ có ích cho các bạn. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe nhé.
Nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh. Bye!